Ở đây người ta cho este, triete, bài thở được tạo từ glycerol và các axit đơn chất. Như vậy nó có dạng đó là RCOO có cả 3 lần C3H5. Đây là E. E này chúng ta đi tới dùng với oxy để thu được CO2 và nước. Như vậy ở đây E là ít mol, CO2 là y mol, nước là z mol. Để cho chúng ta là y bằng z cộng 5. Mình có như sau. Mình có công thức cháy này, lấy mol CO2 trừ mol nước là bằng K trừ 1 mol hợp chất hữu cơ. Rồi, mà ở đây mình có đó là gì? Vừa bị thức này chúng ta rút ra được luôn. Thì chuyển Z qua bên bên trái thì nó sẽ bằng Y trừ Z bằng 5X. Từ đây mình suy ra là K trừ 1 X bằng 5X. Từ đây mình tính được K là bằng 6. Đó là cái thứ nhất, phần trái. Cái thứ hai, đó là khi cho X mol của E tác dụng với brom thì thu được chừng này sản phẩm hữu cơ. Chúng ta có x cộng cho brom, thu được sản phẩm có khối lượng là, khối lượng ở đây là 110,1 gram. Brom chúng ta là 72 gram. Thì chúng ta đi bảo toàn khối lượng, em lấy 110,1 là em lấy 72 em chia cho 160, số mol là 0,45. Thì bên này của chúng ta chưa biết đúng không? Nhưng ở đây mình biết K bằng mấy? K bằng 6. Thì khi tác dụng với brom là K trừ 3, mà 6 trừ 3 thì còn lại là 3. 0,45 thì bên này là 0,15. Chúng ta đi bảo toàn khối lượng cho x luôn. Em lấy 110,1 trừ 72 bằng 38,1 gam x. Rồi cái thứ ba ở đây là người ta cho gì? Nếu cho tác dụng với KOH thì sau vẫn thu được bao nhiêu gam muối? Đây, khi chúng ta đi tác dụng với 3 KOH để tạo ra muối và glycerol C3H5OH3, số mol là 0,15, thì chỉ đây là 0,45, đây là 0,15. Như vậy để tính được khối lượng muối thì chúng ta sẽ đi bảo toàn khối lượng. Em lấy khối lượng ít là 38,1 cộng cho khối lượng cao hát là 56 nhân cho 0,45, đem trừ đi glycerol là 92 nhân 0,15. Ở đây mình tính được là bằng 49,5 gram. Như vậy có đúng bây giờ là của D.